Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng năm âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng năm âm lịch năm 2021 của tuổi thìn. Tử vi tháng 5 năm 2021 âm lịch của tuổi thìn chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi Thìn tháng 5 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi năm 2021 người tuổi Thìn đừng nên vạch lá tìm sâu vì điều này chỉ mang lại cho bạn những thiệt thòi mà thôi. Khi hợp tác hãy cố gắng nhìn vào điểm chung và lợi ích cho cả hai, bạn sẽ tìm ra hướng thỏa thuận phù hợp. Nguyệt lệnh suy nhắc nhở bản mệnh phải sớm nhận ra những thiết sót của bản thân, lúc này cần phải học hỏi thêm những kỹ năng cần thiết để hạn chế tối thiểu những sai lầm của mình trong công việc cũng như cuộc sống. Đây là thời gian thích hợp để tuổi thìn nên đầu tư cho các ý tưởng và các kỹ năng liên quan đến công việc, điều này có thể mang lại kết quả tốt, giúp bạn có được sự ghi nhận nơi công sở. Thay vì chờ một sự thay đổi nào đó, bạn hãy chủ động đón nhận ví dụ như trong các cuộc gặp gỡ, hãy thử chủ động liên lạc với những người mới chỉ gặp qua một, hai lần. Đây có thể là cánh cửa dẫn đến một tình bạn hoặc một cơ hội hợp tác mới. Khó khăn xuất hiện trong thời gian này là cần thiết để tuổi thìn được rèn rũa khả năng của mình. Việc vượt qua các thách thức là khả thi với điều kiện bạn nỗ lực hết mình và kiên nhẫn. Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi thìn âm lịch về phương diện tài lộc xem tử vi tháng 5 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch tài lộc của người tuổi thìn trong tháng này rực rỡ một phần cũng vì bạn biết tích lũy tiền bạc từng chút một, không bao giờ tiêu xài phung phí vì lo lắng dịch bệnh kéo dài sẽ khiến công việc bấp bênh, nguồn thu sẽ dần trở nên eo hẹp. Thậm chí, có nhiều người chủ động chuyển sang tập trung kinh doanh online và giờ đây việc buôn bán đã vào guồng nên doanh thu khá ổn định. Đây là cơ hội hốt bạc do đó người tuổi thìn đừng trần chờ gì nữa, hãy chủ động lên nào thiên tài ghé thăm cho thấy đây cũng là tháng mang tới cơ hội để thúc đẩy tài chính tăng trưởng những thử thách trong thời gian này khuyến khích bạn nỗ lực nhiều hơn để chứng tỏ khả năng của mình nhờ thế học hỏi được nhiều hơn đạt được những kết quả tốt đẹp hơn trong công việc hay mọi hoạt động trong tháng này bạn vẫn phải hiểu rằng thắng lợi nhỏ ban đầu không đảm bảo cho những thắng lợi về sau thế nên cũng dành một khoảng thời gian nhất định để đánh giá lại các quyết định trước đây của mình đây là lúc để lập kế hoạch chiến lược theo định hướng mới nếu mọi việc thuận lợi, bạn sẽ có được những bước tiến tích cực về tài chính. Tử vi tuổi thìn tháng 5 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Tử vi tháng 5 năm 2021 âm lịch nhận thấy, ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của người tuổi thìn xuân sẻ. Có nhiều điều kiện vô cùng thuận lợi cho người độc thân tiến xa hơn trong mối quan hệ. Tuy nhiên với những người đang yêu, nên thận trọng trong giao tiếp, tránh làm nảy sinh mâu thuẫn giữa những cái tôi. Bạn cũng đừng vì điều kiện thuận lợi đang có mà chủ quan đấy nhé. Bạn cũng cần sắp xếp lại cuộc sống để có nhiều thời gian hơn bên một nửa của mình. Trong mối quan hệ tình cảm, người tuổi thìn chớ xem mình là nhất tại sao bạn muốn có hạnh phúc trong khi luôn không lắng nghe bất cứ lời nào từ đối phương. Chỉ khi bạn hiểu người ấy và biết lắng nghe hơn thì mới có được hạnh phúc đích thực bạn không cần làm màu trên trang cá nhân làm gì vì cái cuối cùng bạn cần vẫn là cuộc sống hạnh phúc giữa đời thực bên người thương của mình lúc này cũng nên dành nhiều thời gian chăm sóc người thân của mình hơn thông qua đó bạn có thể dành cho họ quỹ thời gian họ xứng đáng nhận được việc thay đổi không gian sống cũng sẽ giúp khả năng sáng tạo của bạn quay trở lại hãy cùng mọi người bắt tay dọn nhà hoặc làm mới phòng khách phòng bếp nhà mình Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi thìn âm lịch về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi thìn âm lịch, tiết lập hạ khiến thời tiết nóng bức, khó chịu nên người tuổi thìn nào hay di chuyển ngoài đường rất dễ bị đau ốm, biểu hiện đau đầu, chóng mặt, mắt khô. Khi tâm trạng không tốt bản mệnh có xu hướng dễ cáu gắt hơn bao giờ hết. Nhiều việc diễn ra không theo kế hoạch nên người tuổi thìn càng hay lo lắng nhiều hơn, đó là nguyên nhân gây hao tổn sức khỏe khi bạn suy nghĩ quá nhiều. Thậm chí có những người thường xuyên trải qua nhiều đêm thao thức mất ngủ. Tứ Lục bay về phương Đông Bắc có thể là tác nhân khiến sức khỏe của trẻ con trong nhà không được tốt. Khi đó nhiều phụ huynh phải thức muộn để chăm sóc cho con, cơ thể vì thế mà uể oải, mệt mỏi hơn. Lúc này bạn nên tránh xa các loại thuốc ngủ, nếu mất ngủ thì thức dậy đọc cuốn sách, xem bộ phim hài để giải tỏa bớt căng thẳng đã nhé. Các vấn đề về sức khỏe có thể khiến bạn căng thẳng, mệt mỏi trong tháng này, nhưng theo thời gian bạn biết cách điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ tích cực hơn thì bạn sẽ sớm lấy lại năng lượng mà thôi. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thìn trong tháng 5 âm lịch năm 2021. 1 nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, đừng quá vội tin vào những lời hứa hẹn. Quý nhân, tí, dần. Tiểu nhân, mùi, dậu. Màu sắc may mắn, đỏ, hồng. 2. Giáp thìn, thuộc mệnh hòa, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, hãy xác lập lại mục tiêu mới để làm động lực phát triển bản thân. Quý nhân, dần, mùi. Tiểu nhân, hợi, mão. Màu sắc may mắn, cam, đen. 3. Bính thìn, thuộc mệnh thổ, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, âm nhạc có thể xoa dịu tổn thương trong lòng bạn lúc này. Quý nhân, dậu, hợi. Tiểu nhân, tí, mùi. Màu sắc may mắn, vàng, trắng. 4 mậu thìn thuộc mệnh mộc nam kế đô nữ thái dương khẩu quyết đừng mơ mộng xa xôi hãy thực tế đối diện khó khăn hiện tại quý nhân mão ngọ tiểu nhân mùi thân màu sắc may mắn tím đen năm canh thìn thuộc mệnh kim nam thái bạch nữ thái âm khẩu quyết tình cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người trong gia đình quý nhân hợi mão tiểu nhân mùi tý màu sắc may mắn vàng hồng cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại